Rồi, mình tiếp nha Vi. Ở đây con còn một đoạn nữa, đoạn cuối nữa con làm xem. Rồi, Vi làm thử nào. Con nhìn vào trong cái đoạn này nè. Con Yes. có từ nào mới không đã? Con xem có từ nào mới không? Tại vì có từ mà từ mới là con sẽ không có làm được. Ran out có nghĩa là gì? I don't know. Nó ran out. Con sẽ có từ nó là run ha. Ở đây. Yeah. Chà 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 không được. Rồi để cô con có từ đầu tiên con sẽ có từ run run rồi tới ran à này con chưa học từ quá khứ nè run rồi tới ran có nghĩa là chạy chạy ra run out là chạy ra vườn nè faster Yes. shouted rồi con có từ had là gì nào Have là had had là có. đúng rồi have nó là quá khứ của từ have nó có nghĩa là có rồi con có từ gì nữa đó. Rồi hết rồi ở đây con sẽ có từ con mới nhìn thấy đây từ gave à từ found trước đi found nghĩa là gì Well, I don't con có từ find và quá khứ nó là từ found tìm ra hoặc là tìm thấy ok rồi know. con có từ give và quá khứ là từ gave cho Yeah. Give là tặng. đúng Ủa? rồi cho Give hoặc là tặng quà. đúng rồi Nhưng give mà là give là cho quà. à give từ give là từ này này con hoặc tặng hai từ khác nhau rồi không có từ nào nữa rồi hết rồi đó. Rồi Vi làm tiếp nào. Còn từ us, từ Đâu con? đây. À theo us. Us có nghĩa là chúng tôi. Kể cho chúng tôi. À tôi biết những cái bạn muốn kể cho chúng tôi hả? Cô ấy cười và nói. Tôi biết bạn muốn kể cho chúng tôi nghe những một Còn điều gì đó. từ Us. này nó Con ghi đi. À. Couldn't à con có từ can quá khứ là could nó có nghĩa là có thể thì bây giờ mình có từ couldn't á là không thể ha Yes. không thể gì đây không thể tìm thấy ha the children couldn't find không thể tìm thấy Yes. rồi con thử làm đi nè. Rồi để cô gỡ cái từ vựng này cho con. Con về con học những cái từ vựng này nghe Vy. Yes. Con đợi cô xíu để cô gỡ ra. Rồi. Con làm đi nào.
Venus. Okay, now the children couldn't find the parrot in their garden. Okay, I think so. Their mother found pasta in the kitchen. Okay, good. Pasta gave wraps, gave a wrap. Con sẽ ghi thêm chữ a nữa, a wrap Yes. to Mary and Fred's mom. First, when Peter sat, he jumped up and down. Ok. Đó, con làm được thấy không? Con mà biết nghĩa hết rồi, con sẽ làm nó thấy dễ hơn ha. Nên ở cái bài này nè, con học từ. Xong rồi khi nào mà con thấy mà chỗ nào từ vựng nào mà con không biết là con phải kiếm nghĩa của cái từ đó đã, rồi mình mới làm được. Đi hiểu không? Yes. Ok con. Đó, cái phần sau này con làm đúng hết nè. Ồ, để con xem lại. Mình xem tiếp nè. Rồi, bây giờ con sẽ có còn một cái phần này nữa. Part 6. Read the test, choose the right words and write them on the lines. Zoos. Con sẽ có những cái từ ở bên này và con điền vào. Example, some big towns have zoos. Inside a zoo, you can find a lot of animals. Rồi, bây giờ Vi sẽ làm tiếp theo. Đầu tiên, nó cũng sẽ tương tự như cái bài hồi nãy. Con xem đi, có từ nào mới không? Từ mới con nói cô nè. Vi đọc cái đoạn bên này nè. Từ nào mới con gạch chân đi. Phải Mãi què. từ phải nè, Khoai là tìm kiếm đó, tìm thấy đó, hồi nãy cô vừa mới yes. nói. No. Ok, rồi con làm đi. Con chọn cái từ nào thì con chỉ cần con khoanh bên này cũng được nè Vi. Đỡ mất Yeah. công viết ra đây. Rồi con thử đi.
Yes. Ok. Now, some big towns have zoos. Inside a zoo, you can find a lot of animals. There is often a hot house of snakes. Ah, another house for birds. Ở đây con sẽ có này. Thường á thì nó sẽ có một cái nhà ấm, nhà nóng hả ta? Nhà mà ấm cho những con rắn và một cái nhà khác cho những con chim. And a big lake for ducks and fish. Some zoo have got a big field with elephants, lions or tigers. Yes. Okay, number three you use there. There is often a shop or a playground too. Children like. Con sẽ có sau từ like á thì động từ, từ like có nghĩa là thích và sau từ like con sẽ cộng với động từ thêm in chứ. Con sẽ có là, con sẽ chọn lại đi, con sẽ chọn từ nào? Going. That's right, huh? Con sẽ có sau like, mình sẽ dùng động từ thêm in. Like going to the zoo in their holidays because they can see the animals, ride on the elephants or give food. Đưa cái gì cho con khỉ á, thì con sẽ dùng từ to. Give food to the monkeys. Okay? That's all about our lesson for today. Is there any questions? Con có câu hỏi gì cho cô không? Yeah. Rồi, vậy bài về nhà của con á, là con sẽ làm cho cô cái bài số 2 á, ha. Rồi, Yeah. và con sẽ có một số cái từ vựng chỗ này. Các bài của con tới đây thôi. Ở đây con sẽ có từ, đây một số từ vựng này. Hồi nãy con có từ từ gì nữa ở đây cô ghi nè, con đợi xíu. Con thấy màn hình của xe à, không thấy rồi. Ở đây nè. Ở đây con còn có thêm từ gì nữa? Con sẽ có từ afraid là sợ nè. Rồi, con có từ gì? Bring brought. Mang theo hả? Và con có từ think. Think và thought có nghĩa là suy nghĩ. Ok. That's all for today. Rồi. Con về con xem lại những từ vựng này cho cô nhé Vy. Đây, cô ghi vào nè. Con nhớ hả? Rồi. Lại những từ vựng này nhé. Rồi. Nếu con không có câu hỏi gì á, mình sẽ nghỉ. Hôm sau cô sẽ kiểm tra từ nhé Vy. Yes. Rồi, bye bye con. Bye bye Vic. Yes. Bye bye.